nhìn em rất là ngon. Lúc... chị Trường hôm nay đẹp quá, em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ em hết. Thua, sư phụ. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào các bạn khán giả ở dưới. Em tên là gì? Hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khi em nó hơi lố đó. Có nhiều người khi em cũng trẻ, khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty dạ. B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ, em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị, mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Dạ, em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận, em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp nghe anh Quyền Linh là em thua rồi. Dạ. Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn Nam lên đi anh. Lên thứ nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi xin mời bạn trai. Có từ đây. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái mà. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện của tắc là đun dây điện anh. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế. Xe chỉ tình thế mà không chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em. Anh ơi, em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mưu tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em. Anh dễ dãi lá thích là chiều ai khiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lễ bẫy được. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặng em ơi. Không ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn, em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô lầm thơ mà, em quay lên mà. Ờ đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn ấy cũng dễ thương lắm, nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá, thẳng tính là sai, dễ này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi ở bên dãy bên kia. Chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi, hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười, không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi. Chào. Sao cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe hường là một cái anh chàng làm cái như là nó lớn tên lớn ca lớn cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh. Đó bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mắc cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mắc cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi, đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào đâu. Khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá, em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ.
Trời ơi, đứng đó ổng đẹp cũng hôn thiệt nữa, mệt nữa. Nghe không Cư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một, giống LCD chứ mình. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng, đòi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là cư sinh nhưng đừng có da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Quyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh. Gần giống đó, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ, mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu. Là sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Quyền Linh là cười hiền á hả? Anh Quyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa để không thấy. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Hai người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi cho hai lên. Lên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Quyền Linh, đẹp trai Quyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Có nhìn người này. Dạ em chào anh, sao mới nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Trời ơi. Anh nói con sao cái em cũng muốn ha. Bị ngọng rồi. Tại anh khen em chỗ đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi, hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha, nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao. Nãy giờ anh hỏi rồi để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. À, chắc đúng mà cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, đi thân anh đi. Dạ chào chú ạ. À. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Chứ còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nghe em. Cái lộn like cho anh được. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa. Vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ á chị. Nên nhiều lúc quen cái bạn nữ không hiểu được á chị. Nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu. Thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Dạ, chào tất cả mọi người, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Bình Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi? Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành.
Giá Thành là giày sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiêng dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. À rồi, vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em đảm đang chu đáo, em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam, em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào á thì em cũng máu em dễ dồn lên não á, em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Bạn trai nghe những cái ưu điểm khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Còn em thì sao, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em á thì rất là say mê với công việc. Còn cái nhược điểm của em á thì thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ á chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được á chị, nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Rồi, tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em từng quen 2 người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ. Dạ, nhưng mà yêu xa không ạ? Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ, quen 6 năm rồi chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. Quen 6 năm sao chia tay em? Dạ, tại vì định hướng của hai người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? À định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em. Nhưng mà sau thời gian anh về quê thì cái công việc của anh em về dưới thì nó cũng không phù hợp em. Nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? À anh quen 2 người em. Mối tình mới của anh thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên cái suy nghĩ thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chị có giận mới không nói thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. À vậy thì được. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều là hơn bên đây líu lo lắm dạ. Em yên tâm, chỉ có dạ. Em làm người ta giận người ta mới đến thôi. Rồi em muốn tìm người phụ nữ ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị, tròn tròn xíu với lại nhìn cái khuôn mặt đó. Sao khuôn mặt? Cái khuôn mặt tròn tròn thấy ăn sôi nước luôn nè, nấu nồi chè sôi nước ăn hết luôn nè. Dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai, em đẹp trai lấp lánh mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em cũng có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm. Bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai các em chốt về mất tiêu. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Em coi cô gái chị có tròn không nha. Em thích tròn do luôn phải không? Ồ, em chào em. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, bút mít ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó dạ. Thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm, em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn. Nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có xến quá. Em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên đàn trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Trời. Rồi coi nhà trai sao? Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao, anh muốn người mà mập. Không chị, em tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc dạ. Mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu nhau hơn. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ rất là cá tính chị. À cao to mập ốm. Nghe em Quyền lên nói chắc cũng chọn.
Đúng ý rồi ha, ngồi cười đi. Rồi, hôm nay em đi em có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với chị ruột với hai đứa em họ. À dạ, rồi chào chị ruột của em đâu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào mọi người khán giả, quý khán giả. Thì theo em nhận xét về cái Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó dạ. Thì em thấy bạn quanh đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Dạ. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt, là thấy hai người nói chung cũng hợp nhau thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Dạ chào. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát Tường. Dạ chào bác. Chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay là gặp mặt rồi. Dạ. Ở Vĩnh Long đi lên đây luôn đó bác hả? À, dạ, đó Vĩnh Long lên đây luôn à. Đi hồi 4 giờ khuya. Nói Thành là quê ở Bến Tre. Vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là vườn nhiều không bác? Vườn nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? À, nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, dữ hả? Vậy là có sầu riêng mít ỏi trong cơm nhiều lắm rồi đó. Có nhiều lắm rồi. Thì có mà tại chú Quyền Linh với không? Hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ. Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì nó, Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ chờ, tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi, dạ, Thành dạ. Rồi thôi giờ mình vô vô câu chuyện ngày hôm nay bác Thành ha. Thì hiền dạ lắm. Dạ. Mà cha mẹ nói gì là nghe nấy, như công chuyện nhà thì biết làm hết. Rồi bác thấy dạ, cô bây giờ bác sao? Thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái đó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Chứ phần cô Cát Tường biết làm sao? Chị nghe tên Thảo là chị vừa ý á, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không? À. Mới rồi nha. À, đặt tên con là dần tê không mà. Chứ không có ai mà sái cái luật đó được hết. Thành ra hồi mới vô thì chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Thế được cưới liền thì, không? Thì cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới. Để là đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá wow. Như bây giờ bác hỏi con luôn á, để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Rồi, cảm ơn dạ, bác. Bữa nào cũng về ghé Vĩnh Long chơi nha. Thôi, kéo màn lên. Cũng con của địa, con địa thổ. À, chào em. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. Cảm ơn em. Dạ. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? À anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Trỗi á. Dạ. Dạ. Còn em? Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ, em thích vậy. Tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi. Dạ, anh em xin hát bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Bầu sáng phà rạch miêu qua lẻo đẻo theo sau, đôi bông trăng trên đầu thường như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh chiến, da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ.
Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Em cảm ơn anh. Bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói ba chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Rồi, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào, 3 tiếng đếm. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đã. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cùng đạp 212 Lý Chiến Thắng nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Tổng trị giá của món quà tặng này là 7 triệu đồng, gửi tặng hai bạn. Chúc điều may mắn hạnh phúc nhất sẽ sớm đến hai bạn nha. Rồi, vậy được chưa bác ha? Đẹp đôi là cưới luôn ha hai bác ha. Cưới dạ. Ha. Chúc hai bác sắp có cháu nội. Rồi. Không tay làm gái. Lúc trước em học đại học y dược và em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi, nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền. Mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi đây. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ, hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do ạ. Em lúc trước em học đại học y dược. Dạ, em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi, nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng dạ. không? Về lâu chưa con? Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À, năm hả? Tưởng nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Tuần là mệt. Dạ, đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhẹ ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, coi hết chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn nam? Điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh ạ. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2-3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không sao đâu, rồi em sẽ nói mà... lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không đàn cầm ràm vậy đó mà. Dạ. Để cô bảo vệ con. Dạ. Con có bị cầm ràm không?
Dạ không ạ. Không hả? Dạ. Con cầm rằm cũng được không sao nói. Chào con. 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ con gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đằng trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada. Học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên đây cao, cũng, bên dáng cũng như người mẫu. Du học như bộ. Du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học Y Dược. Dạ, con chào chú. Rồi chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho chú hết. Dạ, con cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Vậy là ok rồi. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì ông nắm tay tôi? Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng không mọi người? Lắm luôn thì đó, tại vì chưa đúng là phải cầm. Chưa thấy bà mối nào mà cầm ràm từ sáng tới chiều tối. Chừng nào mà người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta cầm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn, với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao? Bên đây đẹp trai nha. Sáng sủa, tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa, em không bao giờ em hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu như gia trưởng em phải thế này, em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ mới yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ ta qua bển để yêu chắc. Hả? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại lướt Facebook rồi nghe nhạc này nó kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ mời anh. Xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây là xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên ốc anh không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất rất thích chương trình này, nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm nay để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác cụ và phụ huynh là
ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi, vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên, xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy, là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó, phải không? Đúng rồi. Rồi hết kỹ, và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có biết. Những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt quá thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó. Nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hối hoài. Dạ. Thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok. Con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngang ngửa với chú. À. Cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Cùng với chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ con à, anh Khánh à. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ em cảm ơn mời anh. Mời em ăn thử. Bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi bánh đậu xanh. Cảm ơn anh. Tự nhiên anh đâu, không ai thấy đâu. Không, hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm một con lên đi, cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả hạt, cả tim đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em rất là tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't say you don't even know how my life. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try,
I can let go. Something in your heart captured my soul. And every night on see you in my dream. Trời, anh nào, hát hay quá à. Giờ tới em dạ, không, hát tiếng Anh tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ, hôm nay hát em tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi. Đúng luôn quá hả con? Thôi bây giờ dạ, các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. À, cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương, yeah, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, yeah, thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó, yeah, thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, yeah, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ, rất là dễ dàng kết nối. Dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy với sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ, thì rất là trung thành mà, đúng không mọi người? Dạ, dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Ba em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á, cho nên là ba em muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận, cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Và cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Duyên suy. Dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy con. Đó. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao? Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay và xin phép hai bác. Dạ. Yeah. Cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Và con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi, hai bác gật đầu rồi đó. Dạ. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ, con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Sẽ cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này. Cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ. À, chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN, công nghệ DC Inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm. Độ ồn chỉ 27 dB hoặc chín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Tối về đọc nó để chiêm nghiệm, để trải nghiệm và để dạ, cảm ơn. Chăm sóc mối tình nó đẹp hơn ha. Dạ, chúc dạ, hai bạn hạnh phúc. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Đi bên đây đi, rồi qua chào ba với chào mẹ ăn cái nào. Đó, qua chào hai bác cái đi.
Nói chung cuộc sống mà có khùng khùng chút xíu nó mới vui. Dạ, chào đi Tông. Đó. Dạ, cô chú. Mong rằng họ sẽ có nào với nhau để cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Đó là cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Hồng Vân, Quỳ Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hiện tại em đang là một chủ quán ăn nhỏ ở gia đình ở nhà. Vui vẻ, hòa đồng, yêu thích ca hát và rất là nhiều tài lẻ. Ví dụ như là quay phim, dựng phim, thu âm, ghi âm. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của một công ty thuộc tập đoàn Canada. Của em làm thuộc tiếp người là hòa đồng. Em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Xin mời nhà gái. Chờ em, anh để đồ đây đi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi anh. Mình giới thiệu một chút về mình đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em chào anh Nam bên cạnh ạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Duyên. Năm nay em 37 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của một công ty thuộc tập đoàn Canada. Hiện tại em đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ, em ở Tân Bình ạ. Và em làm việc tại Bình Thạnh. Quê em ở Phú Yên chị. Xin mời nhà trai. Chào tất cả mọi người. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Huỳnh Thanh Hải. Sinh năm 1980. Hiện đang sống tại Đồng Nai. Hiện tại em đang là một chủ quán ăn nhỏ ở gia đình ở nhà. Là thợ nấu luôn không? Dạ, em nấu hết một mình em. Em nấu một mình em bán luôn. Dạ. Giỏi vậy, nấu món gì? Dạ, nói chung là tất cả những món bình dân mà người ta thường hay ăn. À, giỏi vậy là vợ khỏe rồi đó. Em là quê Đồng Nai luôn hả? Đâu? Dạ, ở cụ thể là gần khu du lịch Bửu Long. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Vui vẻ, hòa đồng, yêu thích ca hát và rất là nhiều tài lẻ. Như tài lẻ? Là... Thí dụ? Ví dụ như là quay phim, dựng phim, thu âm, ghi âm. Hoặc là làm về cơ khí. Nói chung rất được rồi đó. Vậy trời ơi, cái gì mà bách nghệ luôn vậy trời. Nghệ luôn á. Có điểm yếu tại gì vì, không? Dạ, tại vì em thì thật sự là từ năm 12 tuổi em đã ra ngoài bươn chải rồi. Dạ. Có nghĩa là em thấy người ta làm gì được em sẽ học và làm. Làm cho bằng được thôi. Và cũng rất là ít đến trường học cái môn đó mà tự nghiên cứu. Sau này có YouTube á, em sẽ học thêm đó. Vậy là phải nói là có cầu tiến đó. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em á, thì thứ nhất á, là em nghĩ rằng á, là khi mà mọi người mới nhìn vô em á, khi mà chưa nói chuyện á, thì có thể là nghĩ em rất là khó tính. Nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, rồi em nói rất là nhiều. Rồi còn mọi em nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là em thuộc tiếp người là hòa đồng. Em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Khuyết điểm của em là em nói hơi nhanh. Với lại một cái nữa là em hơi thẳng thắn đối với bạn bè và đồng nghiệp, cho nên nhiều khi cũng làm cho bạn bè buồn. Một cái nữa là em thấy em thích ngủ nướng. Hy vọng là em tìm được một người đồng hành có thể buổi sáng gọi em dậy sớm để cùng nhau đi chạy bộ ạ. À vậy đó hả? Tưởng người đồng hành ngủ nướng chung chứ. Ok. Đường tình duyên em gái thế nào rồi em? Từ trước tới giờ thì em chưa trải qua mối tình nào ạ. Thiệt không? Dạ. Lý do? Hồi đi học thì em chủ yếu tập trung vào việc học. Đi làm thì cũng chỉ tập trung vào công việc thôi, không có chú trọng nhiều về tình cảm á. Nhưng mà phải có lời ông tiếng ve đồ này, ve vãn đồ này kia nọ chứ. Dạ có, thì cũng có vài anh thương và để ý, cũng có tỏ tình. Nhưng mà lúc đó thì em cũng chưa có quan tâm đến tình cảm lắm á. Cho nên là tụi em chỉ dừng lại ở bạn bè thôi ạ. Trời ơi. 37 người xinh xắn trắng trẻo. Để tôi coi nhà gái ra là bị choáng rồi đó. Dạ, em chào anh. Ba dễ thương không? 37 tuổi dễ thương chứ. Chắc tại khó tính quá đúng không? Có khó không? Khó tính không? Dạ chắc có chút chút. Có chút chút hả? Có hai vấn đề đặt ra. Một là khó tính. Nữa, hai là giới tính. Có thích gái không đó? Dạ không chị. Em nói thẳng đi, em nói thẳng đi. Em thích trai hay gái chứ không phải em thích trai đẹp. Em thích trai đẹp. Thích trai đẹp. Trai đẹp, không thích trai xấu hẹn ra. Tiền ngoài chưa ra đúng không? Mấy người mũm mĩm mập mạp. Nín đi. Nín đi. Áp lực không em? Dạ em ra em cảm thấy bị choáng luôn. Em say sẩm luôn đúng không? Thậm chí giờ em còn không nhớ là bạn gái giới thiệu tên gì luôn. Đó, em nói lại tên cho anh hết hồn. Dạ em tên là Duyên ạ. Tức Duyên. À, anh chào Duyên, anh tên Hải. Đó. Dạ em chào anh Hải. Duyên Hải. Em linh cảm là người này là... Hình như là tối hôm qua em có nằm mơ đó. Phải không? Nằm mơ sao? Dạ nằm mơ thấy một người
con gái của ngày mai là mặc áo đỏ. Dạ, rồi hình như nữa, cái mặt cũng nữa? Tròn tròn. Tròn tròn. Thì tướng người chắc hình như cũng khoảng 1m55. Trời ơi, em có cảm giác như đây là cái người con gái mà giống như là trong mơ của em không? Em linh cảm không? Em hình như em nghĩ là em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Mà không biết có thật hay không. Ôi chị cũng mừng, chị mong là ngày hôm nay là em sẽ gọi là sở hữu được cái món quà ông trời trao cho em. Nhưng mà đường tình duyên của em sao rồi? Dạ em thì đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Dạ từ năm rồi, sau khoảng 15 năm cũng có hai đứa cha đứa con. Nó cũng có nhiều vấn đề lắm, có nghĩa là trước đây đứa thứ hai của em á là nó mới có 1 tuổi à. À, thì em nghĩ nếu mà hôn nhân mà đổ vỡ lúc đó thì con em rất là khổ. Tụi em cũng cố gắng hàn gắn lại với nhau rất là nhiều lần. Nhưng mà vẫn không có không cùng quan điểm. Dạ. Bây giờ hai cháu ở với ai? Dạ hai cháu bây giờ hiện đang ở với ông bà nội. Em nuôi hết hả? Trên giấy tờ là tụi em lo hết. Cháu nhỏ năm nay được nhiêu rồi? Dạ cháu nhỏ năm nay 11 tuổi. Cháu lớn? Dạ 16. Ồ vậy là tụi nó cũng lớn hết cũng rồi. Cũng lớn rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng là em gái ơi. Dạ. Một cái người đã từng ly hôn thì em cảm nhận thế nào? Dạ em nghĩ thì vấn đề ly hôn nó cũng không phải là cái rào cản. Quan trọng là em với ảnh cảm thấy có hòa hợp với nhau hay không. Hoặc là ảnh có tạo được cho em cái cảm giác an toàn mà em có thể tựa vào hay không ạ. Còn vấn đề con cái? Thì cho em hỏi một xíu ạ. Thì anh tiến tới tìm hiểu của ai đó, anh có chuẩn bị tâm lý cho các bé chưa ạ? Hai đứa nhỏ em có từng hỏi rồi, sau này mà ba có vợ á thì hai đứa thấy như thế nào? Thì hai bé nó có nói vậy, ba có vợ không sao hết, tụi con giờ lớn rồi, tụi con thích ở với ông bà nội thôi. Ba có vợ thì ba ở với vợ ba. Em khỏi phải lo gì về vấn đề đó. Nếu như vậy thì theo anh thì khi mà bước vào gia đình của anh, em cần chuẩn bị những cái tâm lý gì để em có thể hô hợp với gia đình của mình ạ? Thứ nhất là nếu mà chúng ta đến với nhau á, hãy hiểu cái vấn đề hôn nhân là gì trước đã. Anh có cảm thấy khó khăn gì anh sẽ chia sẻ với em để em hiểu. Dạ, em cũng vậy, em có cái gì đó khó khăn hoặc là em cảm thấy gút mắt gì về có phải làm dâu hay không, hoặc về mấy con anh có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Em hãy nghĩ về chúng ta. Rồi, một chút xíu hai bạn sẽ gặp nhau để trao đổi vấn đề đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đã. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp và em họ của em ạ. Chào MC Duyên Dáng, Quyền Linh. Xin chào MC xinh đẹp Hồng Vân. Cảm ơn chị. Ông Mai bà Mai rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Tôi tên là Thúy Lam, là một người bạn đồng nghiệp và vai người chị của Tuyết Duyên. Thì xin nói một chút về Tuyết Duyên, cái nhận xét của mình là khi mà làm chung với Tuyết Duyên khoảng gần 3 năm nay thì mình nhận thấy là em là một người rất là trầm tính. Nhưng em có những cái suy nghĩ rất là chín chắn. Theo mà chị hiểu Duyên á thì Duyên cũng không có quan trọng cái vấn đề về hôn nhân. Duyên thích theo đuổi sự nghiệp công việc ở bên bạn nam á, thì đối với em á thì sau khi mà vợ chồng đổ vỡ như vậy á thì em có nghĩ rằng cái cô đó sẽ là một cái người bạn của mình không? Sau khi mà ly hôn rồi, cô ta cũng có dắt một vài người bạn ở công ty tới ủng hộ quán cũng mấy lần. Và dĩ nhiên là coi như bạn bè bình thường thôi. Và em lúc nào em cũng hoan nghênh cái tinh thần đó. Còn chuyện kia là không bao giờ. Chị thấy ảnh là một người rất là man nha. Và không có phải là hot boy như là cái suy nghĩ là em mong muốn một người đẹp trai, nhưng mà chị nghĩ thực sự cái đó không phải là yếu tố chính đâu, mà một người từng trải và ảnh đã qua một cái lần đổ vỡ hôn nhân như vậy thì ảnh sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm, và cái sau thì chắc là ảnh sẽ làm tốt hơn. Chị nghĩ là có thể em nên cho ảnh một cơ hội. Dạ. Ok rồi, cảm ơn chị. Em đi với em trai. Dạ, đi với hai người bạn thân. Mời đại diện nhà trai. Dạ, lời tiên cho phép anh xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em là bạn của anh Hải. Thì em chơi với anh Hải cũng đến nay cũng khoảng gần 20 năm rồi. Em khá hiểu rõ về tính của anh. Thì anh rất là hiền lành. Và anh có sâu lối sống rất là lành mạnh và nề nếp. Đặc biệt là anh nói ăn ngon, anh hát hay. Về chị Duyên đây á, em thấy chị rất là xinh xắn và dễ gần. Thì em nghĩ anh chị nên mở lòng ra và cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Ok, rồi. Cảm ơn em. Mở rào. Rồi, mở rào. Cô
Rồi, đây là không gian của tụi em. Hãy thoải mái trò chuyện nha. Bắt đầu đi em. Chào em. Chào anh ạ. Tặng cho em một con heo, nó đang híp mắt giống như nó đang ngủ. Dạ em cảm ơn anh. Đây chị cầm giùm. Cảm ơn. Em tặng anh một cái cây. Cây này tên là cây kim tiền. Thì nó có ý nghĩa là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Dạ anh đổi tên thành kiếm tiền được không? Dạ tùy anh. Và thông qua cái cây này em cũng xin muốn gửi một thông điệp ạ. Việc mình chăm sóc một cái cây, muốn cho cây nó phát triển, nó đơm hoa, có trái thì nó cần có cái sự vun đắp. Mình phải hiểu được cái cây đó đặc tính nó như thế nào. Mình xây dựng một mối quan hệ như cũng vậy ạ. Cũng cần phải sự thấu hiểu và vun đắp của cả hai bên. Rồi, hy vọng hai đứa cùng vun đắp ha. Mở đầu câu chuyện hãy phá tan cái bầu không khí nãy giờ nó căng thẳng quá. Bằng bài hát nào đó đi em trai. Vậy em hát một đoạn nhạc hậu quảng đi nha. Rồi. Cho nó vui nha. Hát trước mặt bạn gái, biểu diễn trước mặt bạn gái. Chim rừng liễu lo cánh thơ mộng hoang, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối khó mong chi thông lộ, xin người chỉ giúp giùm cho. Dạ xin hát rồi. Hát hay chứ. Em cảm thấy về anh như thế nào khi mà mới gặp? Dạ thì cảm giác anh là một người hiền lành, chuẩn chạc. Có cảm thấy nóng khó khăn hay là gì không? Dạ, tại không, vì em cũng... anh hỏi khảo sát 100 người là có 100 người trả lời đủ hết đó. Em thấy anh cũng nhìn cũng dễ mến ạ. Cảm ơn em. Anh nhận xét em như thế nào ạ? Thì em là người anh theo anh nhận xét rất là kỹ. Và những gì mà em chuẩn bị làm hay em chuẩn bị nói em cũng suy nghĩ rất là kỹ. Thật sự nếu mà chúng ta tìm hiểu với nhau và về với nhau thì thật sự anh, bản thân anh cũng không cần phải lo lắng nhiều về bất cứ gì, chỉ cần là thương hai đứa nhỏ và quan trọng là phải thương chồng. Sau này mà có cuộc sống chung chẳng hạn thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà tự nhiên là em không muốn cái mâu thuẫn đó nó xảy ra rồi, nhưng mà có mâu thuẫn giữa em hoặc là có những cái hiểu nhầm nào đó giữa em và các bé thì lúc đó anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy, chứ anh cũng không phải thiên về ai hết, anh nghĩ cũng không đến nỗi gì đâu. Em có thể về Biên Hòa sống được không? Phụ bán quán, phụ hỗ trợ chồng để cho cái quán nó phát triển tốt hơn chẳng hạn, vậy em có làm được không? Vũ Long là cũng khu du lịch rất là lớn luôn á. Dạ, em ở đâu? Hiện tại thì em làm việc ở Hồ Chí Minh. Thì em thấy Đồng Nai với lại Hồ Chí Minh thì cũng không phải là khoảng cách quá xa, nhưng mà cái việc mà em có về phụ quán hay không thì nó sẽ là cái việc của tương lai. Giả sử như lúc đó mà em không đồng ý về cùng phụ quán với anh thì như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp ra sao? Thì anh ví dụ chúng ta vẫn quen nhau và anh có thể chạy lên chạy xuống để thăm em mà. Đâu nhất thiết là phải về liền đâu. Em có thể hỗ trợ đầu tư cho cô ấy phát triển kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh được không? Dạ có thể. Tánh em có ghen không? Em không biết tương lai thì em không dám nói trước, nhưng mà hiện tại em nghĩ là em không phải là tiếp người ghen. Bởi vì khi mà em nhìn nhận bất cứ một sự việc gì em sẽ nhìn nhận rất là đa chiều, chứ em không phải nghe bất cứ một ai đó nói thì em sẽ tin tập vào cái lời đó. Không, nó quán không ghen gì nổi nữa. Là ghen. Không ghen phải không? Dạ. Chắc chắn không ghen phải không? Rồi hỏi ổng có ghen không? Anh nghĩ em nên ghen đi. Tại vì ghen thứ nhất là thương anh em mới ghen. Thứ hai nữa là anh cũng có chút giá trị để em phải ghen. Anh Hải có ghen không ạ? Không, anh rất là ghen luôn. Thấy chưa? Nhưng mà ghen có văn hóa, có nghĩa là phải tìm hiểu có thật sự là có cái chuyện đó hay không, chứ không phải là cái gì cũng ghen. Ok. Rồi, bây giờ nè, Hải bước tới nắm tay cô gái và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nói thế nào đó. Dạ, vẫn còn run luôn anh. Em có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ. Em thấy anh Hải hơi run. Run lắm luôn. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh, từ con tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm, đêm ngày thương nhớ âm thầm. Biết nói cùng ai tâm sự để vơi, người tôi yêu thương nhất trên đời.
Người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lùa là, không màng phố thì đèn hoa. Cảm ơn. Đến hát nữa mà dài quá. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm duyên nha. Suy nghĩ thật lòng. Đúng rồi, anh Linh nói đúng. Cũng bằng trái tim của mình nha. Em suy nghĩ kỹ cái lời của anh Linh nói ha, đúng không? Và bây giờ chị cũng nghĩ là em phải có thể em nên cho mình một cơ hội. Tại vì cái tuổi của mình nó cũng lớn rồi, đúng không? Thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng mà đương nhiên vẫn phải là từ trái tim nha. 1 2 3. Có thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút gì đó, tại sao em lại không bấm? Em cũng muốn em và anh Hải sẽ có được một người phù hợp hơn đối với mình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là anh Hải không phải là người tốt. Chính xác. Chương trình gửi tặng bạn nữ phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN, công nghệ DC inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27 dB, quạt chín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Cảm ơn hai đứa. Em đi đây.